từ thầy giáo trở thành con môn dân chủ. Thầy là người bình thường như bao thầy khác, và trở nên nổi tiếng sau vụ chống tiêu cực gian lận thi cử, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2006. Được báo chí lăng xê thổi đít, nhất là đám CCCD tôn vinh, ca ngợi, xem là người hùng trong ngành giáo dục. Từ đó Khoa sinh ra bệnh kiêu ngạo, ảo thủ lĩnh, ngỡ mình là đệ nhất thiên hạ chẳng coi ai ra gì, lãnh đạo nhà trường, phòng G đều góp ý nhắc nhở không những không nghe mà còn thách thức, dọa kiện cáo. Sau nhiều lần vi phạm vì thói vô tổ chức, đơn từ vượt cấp Khoa đã bị phòng và đội tuyển đuổi ra khỏi ngành giáo dục, bởi không thể để một người vô tổ chức, đạo đức tôi làm thầy đứng trên bục giảng. Lúc đầu mọi người ngỡ tưởng Khoa bị oan, bị trả thù. Lúc đó thầy Văn Như Cương đã có ý định mời Khoa về dạy ở trường mình, mọi chuyện có lẽ êm đẹp nếu như Khoa không vũ phu đánh đập vợ con để vợ đâm đơn kiện ra tòa ly dị. Cái mặt nạ đã rơi, lộ rõ chân tướng của kẻ thất phu, hữu dũng vô mưu. Chuyên môn cũng bình thường hay đúng hơn là ở dưới mức trung bình, chứ không như đám bôi bút và cụi tô vẽ. Cũng may mà thầy Cương đã kịp thời rút quyết định. Một chiến dịch thổi đít dầm rộ của bọn bôi bút, CCCD, các tổ chức phản động trong và ngoài nước được phát động từ đây. Sau đó Khoa được một trường tư thục trong năm nhận về làm thầy dạy địa lý. Từ đây Khoa chính thức ra nhập làng dân oan, được nâng lên đai người hùng trong làng khùng điên, để tiếp tục sự nghiệp chống phá đất nước. Cho nên việc phát ngôn của Khoa trong vụ đồng tâm cũng chẳng làm mọi người bất ngờ. Xin kính chào quý bà con, cô bác và anh chị em đã quay trở lại với kênh tin tức nhanh 24 giờ. Hãy đăng ký kênh và nhấc vào chuông thông báo để xem video tin tức mới nhất. Sau đây xin mời quý cô bác và các anh chị em theo dõi bản tin. Thầy của dân oan, thầy thân mến, thư này đến tay thầy khi em đang say. Và dĩ nhiên như em đã nói, người say không biết rối và người say không biết hờn, thầy ạ. Thầy thân mến, số em nhỏ khi không được học dưới sự chỉ dạy của thầy, hay cuộc đời em thật may mắn khi không phải tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy. Em sẽ không thể có câu trả lời chính xác được. Cho đến thời gian gần đây, 2006, năm ấy em nhớ mãi thầy ạ, vì năm ấy em cũng thi tốt nghiệp, và thầy nổi lên như một điển hình chống gian lận thi cử. Em thần tượng thầy, như em từng thần tượng nhà thơ của hạt gạo làng ta vậy thầy ạ. Thầy thân mến, nhưng vốn dĩ cuộc sống nó không đơn giản như ta hằng mong muốn thầy nhỉ. Em đã từng đau thay thầy khi vô tình đọc báo, thấy tin thầy chỉ vì một phút ngáo để đập vợ để phải ra tòa. Em nghĩ chuyện ấy cũng không có gì quá đáng lắm, mình là đàn ông, rượu về gặp con vợ lèm bèm nhìn sao cho nổi. Khi ấy em đau vì nghĩ thầy bị mấy tay lèo báo chơi đẻo thôi thầy ạ. Rồi nhà báo họ đưa tin thầy bị đình chỉ công tác. Lúc ấy em có chút hoài nghi, nhưng rồi như em đã nói, em vẫn nghĩ thầy bị gan ăn tức ở thành ra đặt điều nói xấu. Ấy là khi em đau cho thầy khi nghĩ thầy bị vùi hoa rập liễu. Nhưng đến hôm nay thì em đau thật thầy ạ. Thầy thân mến, mạng xã hội vào Việt Nam bỏ đi những lúc bỡ ngỡ ban đầu. Cái thời mà thông tin xấu, thông tin độc được dân chúng khoái tiếp nhận hơn. Gàn đục hơi trong, theo thời gian, cách tiếp nhận thông tin của người dân đã khác. Tích cực hơn, có chọn lọc hơn. Điều ấy thì ai cũng... Trừ thầy và tay nhà thơ ra, thì em nói là em đau thật. Khi thấy nhà thơ của em học đòi đi làm luật sư để bảo vệ cho kẻ giết người, và ông thầy của em ngồi phân tích oan sai cho đám khủng bố. Giờ thì em tin là không có đám lèo báo nào đánh thầy cả. Chỉ là tự thầy đang vả vào mặt thầy. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng thầy ạ. À. Em đau, rất đau. Đã đến lúc tòa tuyên án thầy ạ. À. Lũ kiền kèm Việt Tần, có kêu thế chứ kêu nữa thì tội của cha con nhà kinh nó vẫn dành ra đấy. Muốn thực nghiệm lại hiện trường thì mời các vị cứ xuống giếng trời, tôi sẽ tình nguyện là người tưới xăng cho. Không sao cả. Nhưng thầy ạ, à, làm gì có đám dân oan nào mà lại đi tưới xăng đốt công an. Cái đó mà thầy cũng nghe được sao thầy? Hay chỉ vì sau những thất bại trong cuộc sống gia đình, vợ con, thầy đâm ra bất mãn xã hội. Thầy thấy đâu đâu cũng tiêu cực. Và thầy muốn làm thầy đi đào tạo dân oan. Giờ đây, khi viết những dòng này, em cảm thấy mình vẫn hạnh phúc thầy ạ. À. Hạnh phúc khi em may mắn không được sự chỉ bảo của thầy. Thôi thư đã dài em xin dừng bút. Cũng còn có vài điều em muốn nói thêm nhưng em sợ là em không kiềm chế được. Em đâm ra chửi thầy. Em lại thành thần mất dạy như thầy. Thầy ạ, à, Long chính ủy, ký tên nhưng vẫn như cũ, riêng ở trang này không có cái cột. Tái bút, thầy giờ cao tuổi rồi, cố giữ gìn sức khỏe, sống vui cùng con cháu thầy ạ. À. Chứ tuổi này cũng có khác gì mấy ông già chống gậy bên Cali nữa đâu, mà đòi chống cộng với làm nhà tranh đấu nữa đâu thầy. Để trẻ con nó cười cho lại khổ. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.